Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tạp chí Lao động Xã hội của kênh Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, việc thực thi quy định chung sao cho phù hợp với điều kiện từng vùng miền, đặc điểm từng địa phương là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của nhiều đề án. Sau đây là ghi nhận của Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay, cũng như mọi ngày, chị Triệu Thị Phương, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lên rừng để chăm sóc cho đám cây dược liệu của gia đình mình. Chính thức được xã hỗ trợ cây giống, kỹ thuật từ năm 2018, gia đình chị đã cố gắng chăm sóc cây để đến mùa thu hoạch sẽ có năng suất cao. Trồng cây dược liệu này thì trồng từ năm 2018 rồi ạ. Trồng 3 hectare năm thì cũng trồng cây keo các thứ đây thì nó cũng không ăn thua. So với cây khác thì cây này nó sẽ có hiệu quả hơn ạ. Xã Tân Dân, thành phố Hạ Long hiện có 92% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, do đó đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của bà con như mô hình nuôi gà, vịt, gia súc và trồng cây dược liệu. Riêng mô hình trồng cây dược liệu, xã cũng tư vấn cho bà con ở 7 thôn với trên 12 hectare trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như khoai tía, trà hoa vàng. Xã thì thấy là cái việc mà đầu tư cây dược liệu thì cũng rất là phù hợp đấy với lại chất đất cũng như là thổ nhưỡng của địa phương về điều kiện khí hậu. Do vậy mà xã cũng đã hướng dẫn người dân để triển khai thực hiện thành lập 2 hợp tác xã chuyên về cây dược liệu. Thì nhìn chung về cái chủ trương thì rất là phù hợp với tình hình thực tế của người dân, đã giúp cho cái việc là thay đổi nhận thức về cách thức, kỹ thuật để triển khai thực hiện việc phát triển sản xuất. Còn tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, nhiều bà con đồng bào dân tộc lại lựa chọn mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với du lịch trải nghiệm để qua đó nâng cao đời sống. Ông Ân Văn Kim là một trong những cá nhân làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã. Không chỉ có được thu nhập ổn định từ mô hình nuôi trồng của gia đình mình, mà ông còn cùng bà con quanh thôn giúp nhau làm kinh tế. Gia đình tôi trồng với cây ăn quả này chủ yếu là kết hợp với du lịch trải nghiệm ấy, thì coi như là thấy gia đình cũng thu nhập cũng tương đối ổn định. Sơn Dương là xã 135 có 10 đồng bào dân tộc tại đây với 7.038 hộ dân. Địa hình miền núi là chủ yếu nên người dân đa số làm nông lâm nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với việc người dân ngày càng chú trọng đầu tư, mở các mô hình kinh tế kết hợp với trồng cây ăn quả, với quy mô lớn dần, cũng khiến kinh tế địa phương dần thay đổi. Khu vực này thôi thì phải nói là rất được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như xã đấy. Thì thường là mở được coi như là mấy lớp cái tập huấn về dạy nghề cho nông nghiệp nông thôn đấy. Thì hầu như là nông dân ở đây thì theo như tôi thấy thì cũng rất nhiều người, hầu như là đến 70-80% ở khu thôn này là đã được cấp chứng chỉ về cái học nghề phát triển về cây trồng ăn quả này đấy. Việc phát triển kinh tế thì nhân dân những năm gần đây thì tập trung phát triển trồng cây ăn quả. Thì hiện nay trên địa bàn xã thì vùng trồng cây ăn quả trên 80 hecta và được trồng theo vùng quy hoạch. Từ những cái mô hình phát triển cây ăn quả đó thì cũng giúp cho địa phương Sơn Dương, thì trước kia hộ nghèo rất là cao. Hiện nay thì số hộ nghèo đã giảm xuống dưới 0,2% và đời sống nhân dân thì ngày một phát triển tốt hơn. Chính thức sáp nhập Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long từ đầu năm 2020, đến nay thành phố này cũng chú trọng nhiều đến công tác phát triển cho người dân vùng mới sáp nhập. Hàng năm bố trí vốn từ nhiều nguồn, từ nguồn 135 bình quân hàng năm 2 tỷ, chương trình nông thôn mới từ 4 đến 8 tỷ hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua thì cái chương trình hỗ trợ phát triển xuất cùng với chương trình khác thì cũng đã góp phần giảm cái hộ nghèo. Bình quân hàng năm thì cái tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12 đến 15%. Đấy, hàng năm thì theo những con số thống kê thì chúng tôi rà soát lại thì hàng năm toàn địa bàn thành phố, trước đây là huyện Hoành Bồ sáp nhập thì bình quân mỗi năm là có 500 đến 600 hộ gia đình thoát nghèo.
bình quân trên 1 năm thoát nghèo. Và tiến tới là cũng rất nhiều hộ gia đình là khá giả lên từ cái phát triển sản xuất. Tuy nhiên, với các xã mới sáp nhập vào thành phố Hạ Long, cơ sở hạ tầng còn chưa được hoàn thiện và nâng cấp, trình độ dân trí của đồng bào còn nhiều hạn chế, do đó công tác phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Tôi nhận thấy là trong quá trình phát triển thì đặc điểm của đồng bào dân tộc số là sống tại cái khu vực mà vùng sâu vùng xa, tức là địa hình nó bị chia cắt, thế thì dẫn tới là cái việc tại nhiều khu vực nó có cái tiểu khí hậu khác nhau, thứ hai là các cái diện tích đồng đất thì nó cũng bị chia cắt, không có cái diện tích tập trung lớn, dẫn đến cái việc mà thâm canh hay là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mà nó cũng gặp nhiều khó khăn, rồi là cái nhận thức, rồi cái sự am hiểu về khoa học kỹ thuật ứng dụng vào của bà con cũng còn nhiều hạn chế, dẫn tới là cái năng suất rồi là chất lượng sản phẩm nó cũng chưa được cao và số lượng sản phẩm chưa được nhiều. Quảng Ninh là một tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng, địa hình kết hợp núi và biển, do đó mỗi địa phương nơi đây lại chọn cách phát triển kinh tế đặc thù. Tại huyện Tiên Yên, bà con nơi đây đa phần lựa chọn mô hình nuôi trồng thủy hải sản để nâng cao thu nhập gia đình. Năm 1999 thì tất cả huyện và xã họ tất thì cho cái kiểu dân đấy là tự có vốn là tự đắp đầm nuôi tôm. Thế gia đình chúng tôi thì cũng cố gắng này cũng vay mượn của nhà nước, xong là cũng đi mua được cái đầm, xong cái năm ấy làm sao nhà tôi nuôi lại thắng quả, lại trúng vụ. Đấy năm ấy gia đình tôi đã được đi gia đình kinh tế, xây dựng kinh tế giỏi. Đấy. Trên địa bàn xã Hải Lạng hiện đang thực hiện dự án khu nuôi trồng thủy sản với nguồn vốn 170 tỷ. Nhờ phát triển kinh tế thủy hải sản nên thu nhập của hộ dân tại đây cao hơn so với địa bàn huyện, khoảng 50,2 triệu một người một năm. Hiện chỉ có 3 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo, dưới 0,01%. Và Đại hội Đảng bộ xã Hải Lạng vừa qua thì cũng đã tập trung đưa là phát triển kinh tế thủy sản là mũi nhọn đối với xã Hải Lạng. Chính vì vậy mà trong những năm qua thì từ cái hướng đi của Hải Lạng về phát triển kinh tế nông lâm ngư theo nghị quyết 01 của Đảng bộ huyện thì Hải Lạng cũng đã thực hiện đi đúng theo hướng đó và phát triển về kinh tế nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản là chủ yếu. Còn tại huyện Bình Liêu, huyện có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất, với đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh, các mô hình kinh tế của đồng bào vẫn chưa phát triển. Nhiều người lựa chọn lợi thế ưu đãi về khí hậu nơi đây để sản xuất kinh doanh. Mô hình hợp tác xã trồng hoa là một minh chứng điển hình cho việc làm này. Không chỉ tạo điều kiện cho nhà đầu tư mà ngay bà con dân tộc nơi đây cũng được tạo điều kiện công ăn việc làm. Hợp tác xã Hoa Bình Liêu triển khai xây dựng khu sản xuất hoa trên đây đến thời điểm này là được 4 năm và hiện tại là đã sử dụng khoảng tầm là 8 nhân công địa phương cố định là toàn bộ là người đồng bào dân tộc người Dao và khoảng tầm 8 người nữa là lao động công Nhật. Thì từ ngày vườn triển khai đây thì bà con như thanh niên và các phụ nữ là có mức thu nhập ổn định là 250 nghìn một ngày công. Bình thường thì đa phần là mọi người chỉ đi làm lương làm ruộng thì mức thu nhập không có. Từ ngày đi làm ở vườn hoa thì họ cũng có được một phần kinh tế để tích lũy và bà con cũng tập được cái thói quen là đi làm đúng giờ giấc và đi làm có kỷ luật chứ không phải là cứ thích thì đi không thích thì nghỉ như trước nữa. Tôi đi làm ở đây thích hơn là làm nương rẫy, mỗi ngày đều có tiền để mua đồ ăn cho con. Trong 5 năm 2016 đến 2020, tỉnh Quảng Ninh cũng đã đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số với mức cao hơn cả nước, khoảng 1.400 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với mục tiêu ban đầu. Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm từ 7.000 hộ còn 862 hộ. Trong khi đó, mức thu nhập trung bình hiện là 32 triệu đồng một người một năm. Đó là những con số thể hiện rõ nhất hiệu quả đầu tư của nhà nước cũng như quyết tâm sản xuất nâng cao đời sống của bà con. Đối với lại hỗ trợ phát triển kinh tế ở cái vùng dân tộc thiểu số miền núi thì tỉnh Quảng Ninh cũng là một trong các cái tỉnh mà có các cái bước đi rất là đột phá và cũng rất là riêng biệt. Và cùng với lại cái việc phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số miền núi thì tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một cái đề án gọi là đề án 196. Cái mục tiêu của đề án 196 này là trước mắt là hỗ trợ đầu tư hoàn thiện các cái hạ tầng thiết yếu cho cái vùng các cái xã thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó thì
tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân ở vùng đặc biệt khó khăn này. Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Đến năm 2025, giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đến năm 2030, cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 137.664 tỷ đồng. Nguyên tắc thực hiện là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng, người dân, phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu của nghị quyết là đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%, 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông lâm nghiệp hàng hóa. Sau khi nghị quyết 88 của Quốc hội được ban hành, các địa phương, trong đó có Quảng Ninh, đã bắt đầu các bước triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đại diện Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh, triển khai chương trình số 6 của nghị quyết, Ban dân tộc cũng bắt tay xây dựng đề án phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới biển đảo. Hiện nay thì tiếp tục thực hiện cái nghị quyết 88 của Quốc hội, thì tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng cái đề án để phát triển kinh tế xã hội bền vững ở cái vùng dân tộc thiểu số miền núi này. Giai đoạn trước là tập trung cho đầu tư hạ tầng thiết yếu và có cả kết hợp cái đầu tư về phát triển sản xuất. Tuy nhiên đến giai đoạn này thì tập trung nâng cao cái chất về cuộc sống của người dân ở cái vùng dân tộc thiểu số miền núi này. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang đặt ra nhiều khó khăn trong việc thực hiện. Do đó, vấn đề quan trọng trong việc triển khai nghị quyết 88 đó là phát huy tinh thần quyết tâm của dân, tính chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương và nâng cao nhân lực kỹ thuật cho bà con. Để cái đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội của một dân tộc thiểu số ấy, nó phù hợp với điều kiện thực tế đi thì theo chúng tôi là các cái dự án thành phần và các cái tiểu dự án là phải xuất phát từ cái nhu cầu và cái đề xuất của người dân, trong đó có sự định hướng của chính quyền và các cơ quan chức năng. Thế và như vậy thì sau này nó mới bền vững được. Gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cái việc phê duyệt từng cái dự án khi mà người dân triển khai thực hiện. Người dân xây dựng đề án, dự án và cấp xã và cấp huyện là người phê duyệt và phải chịu trách nhiệm về cái dự án đó. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã có hẳn một cái đề án về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó thì xác định cái vùng dân tộc thiểu số miền núi và các vùng còn khó khăn, đấy là những vùng trọng tâm, trọng điểm để có các cái giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng này. Các cái tiếp cận với lại các cái trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ tiên tiến thì cũng đã giao cho các cái sở ngành có chức năng và các địa phương xây dựng các cái đề án, các cái giải pháp để đưa được khoa học kỹ thuật và các cái công nghệ này vào đến tận người dân rồi đến các cái tổ chức sản xuất ở cái vùng dân tộc thiểu số miền núi. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều nội dung trong nghị quyết 88 của Quốc hội sẽ dần dần được triển khai tại tất cả các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc thực hiện dù có căn cứ điều kiện thực tế của địa phương cũng bảo đảm nguyên tắc đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững, phát huy vai trò của đồng bào trong các quyết sách gắn bó lâu dài với lợi ích của họ. Và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.